Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái mẫu origami. Đây là chiếc thuyền bằng giấy. Như các bạn đã biết thì cái origami này chủ yếu được cắt từ những cái hình có sẵn. Chúng còn có tên gọi là kirigami. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái cách làm cái con thuyền này. Chúng ta sẽ bắt đầu từ cái nguyên liệu cho đến cách cắt và cuối cùng là cách ghép cái con thuyền này. Chúng ta bắt đầu nhé. Về nguyên liệu thì đầu tiên chúng ta sẽ có những cái mẫu của con thuyền. Các bạn có thể download cái mẫu này nằm ở phía dưới phần xem thêm. Ngoài ra thì giấy màu ở đây thì chúng ta nên chọn những cái loại giấy có chất liệu cứng một chút. Ở đây thì mình chọn giấy màu vàng. Ngoài ra thì là cái tấm nền để chúng ta có thể cắt, tránh cái việc mà chúng ta cắt nó xuống cái mặt bàn chẳng hạn thì sẽ gây xước hoặc hỏng các mặt bàn. Chúng ta cần mua những cái miếng bảng cắt, dao cắt, đây là dao cắt. Ngoài ra là kẹp ghim để giữ cố định cái miếng hình ảnh, mẫu hình ảnh và cái tấm bìa của chúng ta, miếng giấy bìa. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành cái việc cắt cái tờ giấy này.